Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 25. Trị bệnh Dương Mao Đinh, một nhọt lông dê. Hòa thượng từng nói: "Tôi với quý vị không có gì khác, duy có một cái không giống, đó là tôi không có tâm tự tư ích kỷ." Hòa thượng tâm tâm niệm niệm đều là: "Đương nguyện chúng sanh được xa rời khổ não, không vì tự mình cầu an lạc." Lòng từ bi và nguyện lực chân thành của hòa thượng đã cảm động trời đất. Tuy hòa thượng bị bệnh một nhọt có lông dê, nhưng đã được Phật Bồ Tát âm thầm gia hộ nên không thuốc men mà lành bệnh. Hòa thượng kể: "Nhớ lại lúc tôi khoảng 18 tuổi, khi dạy học nghĩa vụ, tôi không biết là vì khí hậu hay vì nguyên nhân nào đó, trong núi truyền ra một loại bệnh dịch mục nhọt lông dê. Có rất nhiều người nhiễm phải bệnh này, nhất là người nào có tánh nóng như lửa sẽ dễ mắc bệnh này hơn. Nói tới bệnh này, ai nấy đều sợ hãi, vì bệnh phát ra khiến người ta nhức đầu khủng khiếp. Và thân người bệnh nổi mục nhọt lông dê là những bọng nước lớn khoảng đầu cây diêm quẹt, phía trước có 7 mục, phía sau có 8 mục. Nếu các vị lấy đầu diêm quẹt ấn xuống là một bọng nước trũng xuống, rồi lấy kim khều trong chỗ lõm đó lên, thật là có lông dê. Nếu biết cách trị như đâm cây nhọn vào bọng nước, sau đó khều ra phía ngoài, cắt phần thịt có rất nhiều lông dê dựng đứng trên cây nhọn đó, vết thương có chảy chút máu cũng không sao. Nếu không trị, không cắt hết chỗ lông đó ra, nổi trong 3 ngày bệnh nhân nhất định sẽ chết. Còn biết cách trị cũng rất mau hết bệnh." Loại bệnh này ghê rợn như thế. Ngày đó tôi đang dạy học, bỗng có đến mười mấy em đều bị bệnh một nhọt lông dê cùng một lúc. Tôi tức khắc chữa trị cho chúng nên chúng đều hết bệnh. Tôi rất thích một trò họ Lý. Em này rất thông minh, cũng biết giữ quy củ và xuất sắc về mọi mặt. Tôi rất ưu ái đứa học sinh này và chọn em làm trưởng lớp. Cuối cùng em này cũng mắc bệnh một lông dê. Lúc đó tôi rất sốt ruột, nóng như lửa đốt. Tôi khều cắt hết các lông dê cho em ngay, em cũng không sao và về nhà. Nhưng sau đó tôi liền bị bệnh, đầu tôi đau nhức không thể tả, dường như muốn vỡ tung ra. Thấy trước sau trên thân tôi nổi nhiều mụn nhọt, tôi biết là mình đã bị bệnh một lông dê rồi. Nhưng cây dao không thể gọt được chính cái cán dao của nó, tức là tôi không thể tự cắt các mụn này, không thể trị liệu cho chính mình, người khác cũng không biết cách chữa trị cho tôi. Thế là tôi lại nổi nóng. Tôi giận chuyện gì? Tôi nói: "Bồ Tát Quán Thế Âm, con muốn giúp đỡ mọi người, con không nên mắc cái bệnh này mới phải. Nếu con là người thật không có cống hiến gì cho Phật giáo thì con không trị liệu, cũng không kiếm người đến trị cho con, con sẽ ở đây chờ chết. Nay con nguyện hiến thân cho Phật giáo, nếu như Phật giáo không dùng đến con thì con bị bệnh một lông dê này chết đi cho rồi. Nếu như Phật giáo còn cần đến con, hãy khiến cho con không phải chữa trị mà bệnh cũng tự hết." Trong lúc này đầu tôi nhức giống như bị búa bổ ra làm hai vậy. Tôi không còn cách nào hơn là nhẫn đau, nhẫn chịu, qua một hồi bèn ngủ thiếp đi. Một lát sau tôi tỉnh dậy vì không hít thở được, cảm thấy như có cái gì chặn ở ngay cổ họng, nên tôi lấy sức khạc mạnh và nhổ ra mấy cục có lông dê ở trong. Nhờ vậy bệnh một lông dê của tôi tự động hết. Từ đó trở đi tôi biết mình còn có thể làm được chút việc cho Phật giáo, tự mình đã thuộc về Phật giáo rồi.